bữa ăn của Bác Hồ, những bí mật mới được tiết lộ. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ không muốn đề cập tới những công lao người dành cho đất nước. Mình muốn hướng tới cuộc sống đời thường, nếp ăn, cách sống vĩ đại của Hồ Chủ tịch. Liệu bữa ăn của Bác là cơm quan hay là cơm dân, là nem công chả phượng hay rau trái bình dị trốn thôn quê? Bí mật về cách tránh bị đầu độc của hai người đầu bếp của Bác? Mọi câu trả lời sẽ có trong video ngày hôm nay, hãy cùng đón xem. Là chủ tịch nước, là người đứng trên triệu người và không dưới người nào cả. Thế nhưng, Bác Hồ kính yêu của chúng ta vẫn hết sức là tiết kiệm, giản dị ở tất cả mọi phương diện đời sống thường ngày. Tuy vậy, nấu ăn cho lãnh đạo cấp cao hẳn là không hề đơn giản và dễ dàng. Không phải là do kén ăn, không phải do Bác đòi hỏi thứ này thứ khác, mà do là trong lịch sử không biết có bao nhiêu vụ đầu độc, ám sát bằng con đường dạ dày. Đường từ dạ dày đến nghĩa địa tưởng xa mà lại hóa gần. Do đó thì việc nấu ăn cho Bác phải chọn người vô cùng cẩn trọng và cũng phải tuyệt mật. Với những bữa cơm thường ngày của Bác Hồ, nó cũng đơn sơ nhưng lại đậm đà như chính cuộc đời của Bác vậy. Giản dị về thực đơn nhưng lại đầy tính thẩm mỹ, đơn giản nhưng không tạp nham. Khi có thời gian thì Bác cũng thường chăm chút cho các món ăn của mình bằng cách trang trí mang tính thẩm mỹ. Bác có hai người phụ bếp, chính xác hơn, hai phụ bếp này nấu ăn cho Bác và Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Họ còn đặt bí danh cho hai người trên bảng ghi công việc cấp dưỡng của mình là Cụ Hiền, Bác Hồ, ông Lành, Bác Đồng. Hiền và Lành là cái tên cũng nói được lên rất nhiều điều rồi đúng không? Trong thực tế thì ông Đinh Văn Cần và Đặng Văn Lơ là hai người nấu ăn cho Bác từ năm 1960 đến khi Bác qua đời vào năm 1969. Sáng Bác ăn lúc 6 giờ, trưa lúc 10 giờ 30, chiều thì vào 17 giờ 30. Bác Đồng làm việc bên ngoài, nếu về kịp thì ăn cùng, còn bận đi tiếp khách Bác sẽ ăn một mình. Các bạn thử đoán xem món ăn của Bác thường là những món ăn gì và Bác thích ăn gì. Nếu như mà ai đang nghĩ tới câu ca dao, anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống nhớ cả dầm tương thì đúng một nửa và sai một nửa, đúng vế sau và sai vế trước. Thủ tướng Phạm Văn Đồng, người được cùng ăn cơm với Hồ Chủ tịch nhiều lần, đã từng kể rằng bữa ăn nào Bác Hồ cũng tiết kiệm vừa đủ, không bỏ món thừa, không vương vãi một hột cơm. Bác thích ăn những thứ dân dã như cá kho gừng, cá dầm tương, mắm, canh cua với rau chuối thái ghém hoặc là dọc mùng. Đó thì đều là những thứ dễ trồng, có năng suất cao và bình dị mà thôn cùng ngõ hẻm nào cũng dễ dàng tìm thấy. Và là người đứng đầu một quốc gia, Bác luôn ăn uống toàn tiện, không một chút lãng phí. Những ngày mời khách ở lại dùng cơm, Bác luôn báo trước với người cấp dưỡng, chuẩn bị những món ăn hợp khẩu vị của khách và đặc biệt là số tiền đãi cơm. Bác đề nghị phải được trừ vào tiền lương của Bác, không lấy một xu ở công quỹ. Bác Đồng cũng kể lại rằng, hàng năm thì vào ngày 19 tháng 5, Bác thường đi làm việc hoặc đến thăm hỏi một số nơi để tránh những nghi lễ chúc mừng phiền phức và tốn kém. Hiếm lắm thì mới thấy một vị lãnh đạo vì nước, vì dân như vậy. Lo sợ cấp dưới tặng quà hay tổ chức các buổi họp mặt tốn kém, Bác dường như là trốn đi làm việc chứ không chấp nhận ở nhà hay đến những nơi tổ chức sinh nhật cho mình. Khi mà đến các địa phương, Bác thường không cho địa phương làm cơm vì Bác bảo tiếp một mình Bác mà bày cỗ bàn linh đình sẽ tốn kém của dân, của nước. Phong cách này khác hẳn với tất cả mọi nguyên thủ quốc gia, nhưng mà đó lại là điều thường gặp ở Hồ Chí Minh. Ngay cả khi đã vào phòng họp với mâm cơm bày biện sẵn, có gà luộc chín, thế nhưng mà Bác nói ngay, nếu có điều kiện ở lại ăn với các chú bữa cơm thì cũng rất là vui, nhưng Bác đã có cuộc họp hẹn trước vào 8 giờ tối nay. Chiếc xe của Bác đã cũ, chỉ chạy được hơn 30 cây số một giờ. Từ Ninh Bình về Hà Nội vừa đúng 100 cây số, 5 giờ Bác phải về mới kịp cho giờ họp. Bác mới dừng lại mấy giây rồi nói tiếp. Lúc nãy xe Bác đi qua thị xã, ngồi trong xe, Bác nhìn thấy cửa hàng bán bánh giò treo lủng lẳng mấy cái bánh trước cửa hàng. Đã lâu lắm Bác không được ăn chiếc bánh quê hương, mua cho Bác mấy cái. Trên đường về thì Bác ăn vừa tiết kiệm thì giờ, cũng như là ăn cơm với các chú. Thôi, đồng ý thế nhá. Quả là một lời từ chối đầy khéo léo và chắc hẳn các bạn cũng đang có cảm xúc giống mình. Càng tự hào về Bác lại càng thấy hổ thẹn với bản thân vì đôi khi đã lãng phí thức ăn và các bạn biết gì không? Tiếp theo thì Bác không về luôn mà lại ra nói chuyện với lại đồng bào. Bác đã từ bỏ bữa cơm thịnh soạn thời ấy để tiếp chuyện đồng bào đến khi khá muộn. Lúc ấy Bác mới vẫy tay chào rồi lên xe trở về Hà Nội. Xe đi được một quãng, Bác mới bắt đầu dùng bữa ăn tối của mình. Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi thứ hai, Bác thích ăn món gì? Bác cực kỳ thích ăn mỡ kho, nhưng vì tuổi Bác đã cao, bác sĩ khuyên không nên cho Bác Hồ ăn. Do đó thì hai ông phải mua thịt lợn ba chỉ ít mỡ, luộc thịt một lúc rồi gói vào vải màn, ép hết mỡ, tẩm ướp gia vị rồi kho. Hành động này không phải là bắt ép mà xuất phát từ chính tấm lòng, chính sự lo lắng của những người yêu quý Bác. Hai ông Hiền và Lành đã dành hết tâm tư và cả tấm lòng để nấu những món ăn cho Bác như là món thịt mỡ kho ở trên. Còn các món thịt hoặc cá, nếu là cá quả thì phải rút hết xương, nếu là chân giò thì phải cạo sạch rồi lấy nhíp nhổ hết lông. Các món rau thì nước hầm xương phải trong suốt, búp ngô non khi nấu cũng phải giữ được mùi thơm của vị ngô, cà xứ nghệ bổ đôi, ngâm muối ớt thêm chút đường. Mùa nóng, nấu những món canh thanh mát như rau ngót, rau mồng tơi.
Mùa lạnh thường nấu những món nóng sốt và gần đến giờ mới nấu. Tất cả đều là vì sự tự nguyện và tận tâm chứ chẳng phải do chính quyền bắt ép. Thật cảm ơn hai bác phụ bếp khi ấy đã thay vài chục triệu dân chăm lo sức khỏe cho người. Và có một vài nguyên tắc khi phục vụ cho bác. Người phục vụ thường xuyên được kiểm tra sức khỏe, nhắc nhở cắt móng tay, quần áo thì phải luôn sạch sẽ. Thực phẩm hàng ngày được ô tô đưa đến tận nơi, đựng trong chiếc hòm bằng gỗ đề số 401. Bên trong thì có hai hộp nhôm, một hộp để đồ chín, một hộp để đồ sống kèm hóa đơn. Cuối tháng thanh toán một lần. Hàng ngày cứ trước giờ ăn một chút, an ninh sẽ đến lấy mẫu đồ ăn để xét nghiệm. Nếu có vấn đề họ sẽ gọi điện sang, còn không thì thôi. Ông Lơ tự hào kể rằng, mấy mươi năm nấu cơm cho bác, chưa một lần bị an ninh gọi điện thông báo đồ ăn có vấn đề. Như vậy thì hôm qua, hôm nay và mãi mãi về sau, bác đã và đang và sẽ luôn là vầng thái dương người sáng nhất mà chẳng ai có thể thay thế. Nếu không có bác, chắc chắn Việt Nam vẫn rơi vào những đêm đông tối mịt mù và không nhìn thấy ánh sáng của tương lai. Nếu không có những câu chuyện giản dị, đằm thắm nghĩa tình của bác, có lẽ là những trái tim sau khi trải qua chiến tranh sẽ trở nên héo tàn hoặc băng lạnh, chứ chẳng còn ấm áp đầy tình người. Mong rằng bác Trọng sẽ làm gay gắt hơn nữa để lôi hết lò tham ô công quỹ để đất nước trong sạch và xứng đáng là con cháu của bác Hồ. Và mong rằng các bạn cũng sẽ là những người con chăm chỉ đóng góp cho đất nước.